Ok, chào các bạn thân mến, cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài đọc trong đề thi thử Trung học Quốc gia lần 9 của cô Trang Anh. Các thân mến, chúng ta sẽ có một số câu cô Trang Anh sẽ chữa livestream và sẽ có một số câu mà cô Trang Anh sẽ chữa bằng video để tiết kiệm thời gian cho các bạn. Cụ thể, các bài đọc cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn bằng video nhé. Chúng ta sẽ có từ câu số 23 đến câu 27 của chúng ta. Các thân mến, theo chú ý của cô Trang Anh thì câu 23 đến câu 27 là một câu rất là dễ, đó là phần rất là dễ thôi. Với bài tập đọc điền của chúng ta, chủ yếu nó sẽ liên quan đến phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng. Vậy thì với cái phương pháp là bài tập đọc điền là chúng ta sẽ nhìn cho cô vào đáp án trước. Với câu số 23 chúng ta sẽ có như sau: neighboring, neighborhood, neighbor và neighbor. Vậy thì câu này của chúng ta sẽ là câu về từ loại. Với câu về từ loại chúng ta sẽ có như sau. Cô có ý C, từ này của chúng ta là danh từ, nghĩa là hàng xóm, người hàng xóm. Và sẽ có ý B của chúng ta, từ nghĩa là cũng là danh từ nhưng nghĩa là khu vực lân cận. Chứ chúng ta sẽ có ý A và ý D, ý A và D. Ý A và D nó có thể, ý A nó có thể xảy ra, nó là danh động từ, hoặc có thể nó sẽ là tính từ. Vậy chúng ta xem cho cô cụ thể với câu số 23 chúng ta sẽ chọn là gì. Với câu số 23 chúng ta sẽ có từ South Asian countries, dịch là những cái quốc gia Nam Á ở xung quanh. Vậy chắc chắn ở đây cô sẽ cần cả một cái cụm này. South Asian country của chúng ta đóng vai trò là một cụm danh từ rồi. Thì ở đây của cô sẽ cần một tính từ. Nhớ tính từ nhé. Những cái quốc gia Nam Á xung quanh thì cô sẽ chọn được 23 của chúng ta là ý A. Nó dịch như sau: châu Á là một quốc gia rất là giàu về văn hóa, đúng không ạ? Về sắc tộc và về ngôn ngữ. Ấn Độ và hầu hết mọi người sống ở trong các đất nước Nam Á xung quanh đấy đều nói chung một, nhưng nói chủ yếu làm sao? Nhiều hơn một ngôn ngữ hàng ngày. Xong câu số 23 chuyển được cô sang 24 của chúng ta. Câu 23 của chúng ta là câu về từ loại. Thì câu số 24 của cô là câu về giới từ. Với câu về giới từ nó có một đặc điểm như sau, chúng ta phải xem cho cô cái vị trí cấu trúc của giới từ trong câu. Thì chúng ta sẽ có như sau: Ấn Độ và các quốc gia Nam Á khác là trong số những cái người nhận lớn nhất, đúng không ạ? Cái nhận, người nhận làm sao? Cái khoản tiền chuyển hàng tháng từ các cái người lao động di cư. Vậy thì cô sẽ có là trong số những người nhận lớn nhất. Vậy ở đây cô sẽ cần một từ nghĩa là trong số. Nếu trong số thì cô không thể chọn A, không chọn B rồi, chỉ còn C và D thôi. Between là giữa hai, còn among là giữa nhiều. Vậy cô chọn được 24 là ý D. Sau 24 chuyển cô sang 25 của chúng ta. 25 của chúng ta câu này sẽ là câu về từ vựng. Vậy nếu câu về từ vựng chúng ta phải xét nghĩa của từng anh một. Chúng ta có ya từ remit của chúng ta. Remit từ đấy có nghĩa là khoản tiền, nhận khoản tiền gửi á. Chúng ta sẽ có từ salary nghĩa là tiền lương. Từ payment là sự chi trả. Và chúng ta sẽ có ý D là thuế. Vậy thì với câu số 25 của chúng ta, chúng ta xem cho cô như sau nhé. Chúng ta phải căn cứ từ câu trên chúng ta mới suy ra được câu dưới chúng ta dùng gì. Ấn Độ và quốc gia Nam Á khác là trong số những cái người nhận lớn nhất cái khoản tiền, đúng không ạ? Cái khoản tiền chuyển hàng tháng từ những cái người di cư, lao động di cư. Chợ vì cái làm sao? Vì cái sự đa dạng về gì? Về tôn giáo, về sắc tộc, về dân tộc và về xã hội mà hơn 30.000 người Ấn Độ có cơ hội được tiếp cận và làm sao chuyển tiền từ những cái quốc gia khác nhau như là. Vậy đây cô sẽ là chuyển tiền. Chuyển tiền thì chúng ta có sẵn từ transfer. Bình thường chúng ta có từ transfer money, chuyển tiền đúng không? Vậy trong trường bài chắc chắn là không chuyển lương rồi mà là chuyển tiền mà người ta đi lao động di cư người ta kiếm được. Thì cô sẽ chọn được 25 của chúng ta là ý A. Sau 25 chuyển được cô sang 26 của chúng ta. Có một điều như sau các bạn phải lưu ý này. Cô sẽ có từ consider với từ regarded. Hai từ đấy bằng nhau, đều đi với giới từ as, nghĩa là coi như, xem như, nhá. Cô sẽ có từ form của chúng ta nghĩa là thành lập, và cô có từ establish của chúng ta nghĩa là thiết lập, xây dựng. Vậy cô sẽ có, nếu như A bằng B chúng ta sẽ không chọn A, không chọn B, cô còn C và D. Nó sẽ có như sau. Cái, đúng ạ, cái gì về cái tôn giáo là cái gì, ngôn ngữ khu vực chợ và tôn giáo thiểu số đã thiết lập lên bản thân họ là những cái mạng lưới cộng đồng quốc tế. Vậy cô sẽ có câu này không chọn A, không chọn B mà có giới từ A. Thì cô sẽ chọn được đáp án của câu 26 là ý C, thiết lập lên như là. Xong 26 chuyển cho cô 27 của chúng ta. 27 cô có ý D với từ solution, hướng giải quyết, đúng không ạ? Nó sẽ có từ root của chúng ta nghĩa là đường, limitation, sự hạn chế, và asset của chúng ta nghĩa là sự tiếp cận, sự truy cập. Nó sẽ có từ asset của chúng ta đi với giới từ asset, đi với giới từ to. Vậy nếu giới từ to chúng ta sẽ có như sau. Chính những cái sự kết nối như thế đã cung cấp cho họ, đúng không ạ, những cái cơ hội được tiếp cận với giáo dục và việc làm. Vậy có sẵn giới từ to rồi thì câu số 27 cô sẽ chọn được đáp án là ý A. Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài đọc điền rồi. Xin mời em sẽ chuyển sang video tiếp theo, cô sẽ chữa bài đọc hiểu nhé.